Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa một cái amply karaoke gia đình nè các bạn. Đây, model của nó nè. Đó. Mặt trước, còn này bên trong đó nè. Thì hiện tượng của nó là khi mình mở lên mình hát các bạn thì nó sẽ không đóng relay khi mình cấp tín hiệu vô nè. Đó. Các bạn cấp tín hiệu này vô là nó sẽ không đóng relay ha. Nó sẽ báo chập. Đây ở trên đây nè. Có ghi cho mình là ghim tín hiệu vô là chạm liền. Đó, thì bên đây là ok nè. Rồi thì với cái hiện tượng này thì đầu tiên các bạn phải tháo cái mạch công suất này ra nè các bạn. Đó, đầu tiên các bạn phải tháo cái mạch công suất này ra để mình kiểm tra cái nguồn. Đó, nó ok rồi thì mình mới kiểm tra tiếp tới những phần khác ha. Bây giờ mình sẽ tháo ra, tháo cái mạch công suất nó ra ha. Đó. Đây thì đây là cái phần công suất của nó nè. Cái đường tín hiệu vô ngay đây. Đây này là dây tín hiệu nè. Cái này cái quạt ha. Rút nó ra luôn đi. Đây. Đây là cái phần power. Dây trừ, dây cộng. Mắt power. Ra lo nên nguồn vô cấp cho relay. Rồi thì cái mạch của mình sau khi mình tháo ra các bạn quan sát mình kiểm tra nè. Đó, mình kiểm tra mình quan sát mình xem coi có cái con nào nó bị cháy nổ không. Không thấy các bạn. Không thấy cháy nổ ha. Rồi thì với hiện tượng này thì mình sẽ tiến hành tháo cái mạch ra. Mình tháo cái mạch công suất này ra khỏi cái mấy cái con công suất này luôn. Mình đo kiểm mấy công suất mấy thúc nè. Đó, kiểm tra hết những phần này là cái phần sơ bộ ha. Xong rồi mình mới kiểm tra linh kiện ở bên trên. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ tháo những cái con công suất này ra. Đây. Cái mạch công suất của nó nè. Trời ơi nhìn nó dưới này nè, hú hồn luôn. Mang vặt thang 10 kg nè. Mình sẽ đo từng cái con linh kiện của mình. Đó, đo những con linh kiện ở trên đây. Nên sổ sức thúc, trang sẽ to thúc gì đó mình đo hết. Đầu tiên là mình đo mấy con 5200 nữa các bạn. Lên nè. Lên nè, đảo chiều nè. Không lên nè. Đó, vậy là còn sống ha. Ừ. Con này cảm biến nhiệt độ các bạn. Khi mà nóng lên tới mức đó là nó sẽ báo, nó ngắt cái mạch công suất của mình, nó không cho chạy. Rồi, ok ha, mạch bình thường hết. Ok, bình thường. Một bên, trên đây là 1943. Ok, công suất không hư các bạn. Dẹp một bên, kiểm tra cái bo của mình nè. Đầu tiên thì các bạn kiểm tra những cái chân của nó nè các bạn. Đó, những cái chân này. Mình dẹt ra. Gợt cho hết chì ra. Cái mạch loại này thì thường nó bị dính chân là nhiều các bạn. Nè, những cái chân này nè. Đó các bạn, hàng vô mình không có để ý là nó chập hai cái chân này lại hết. Thì bây giờ mình sẽ gợt bỏ một bên có một chân nè, đó các bạn gợt bỏ một bên nè, cái nào tróc lên gợt bỏ ra, chừa là một bên lên thôi, đó, như vậy nè, còn chân này cũng vậy nè,
Thì cái này á, là có cái dấu mà người ta sửa rồi nè, cho nên á, là khi người ta lắp vô mà không kỹ các bạn, thì hai cái chân này nó sẽ dính lại, à, nó dính lại. Rồi cắt bỏ một bên, như bên đây cũng vậy nè các bạn. Cái này hai cái chân này là hình như là nó dính lại luôn rồi. Đó. Đó, các bạn gạt hết chì ra thì mình sẽ thấy được cái đường mà nó cách giữa hai cái chân với nhau nè, nó rất là nhỏ luôn, cho nên mình chỉ cần dí một miếng chì vô thôi là nó dính một chùm ra rồi. Đó, rồi bây giờ các bạn kiểm tra xong rồi mình sẽ kiểm luôn mấy cái chân có công suất nè. Rồi, tìm cái miếng lót để mình ghim điện vô các bạn. Này, lót vô. Sau đó mình sẽ kéo những cái đường mạch này lại nè các bạn. Tiếp theo mình sẽ cắm điện vô để mình kiểm tra xem coi cái đường này nó có ra DC hay không. Đó, công suất nó ra DC thì nó cũng không có đóng rờ le cho mạch nó hoạt động các bạn. Thì ở đây cái dây ra lo nè, đó, dây ra lo là dây này, nó dòng xuống đây, dòng xuống đây đó, để nó đưa ra lo nè. Đó, ở đây nó đưa qua đây để ra lo một dây. Còn cái dây này là dây nguồn nè, B cộng nè, dây nguồn B trừ nè, còn dây nguồn này là mát chung nè. Đó, trong đây nó đưa qua. Rồi bây giờ mình sẽ mở nguồn lên đó mà. Mở nguồn lên mình đo ha. Đo xem coi cái phần DC nè. Nó có ra lo hay không, công suất nó có đóng rờ le hay không ha. Đó, rờ le thì bên đây nữa mà. Ở bên cái đầu dây bên đây nè. Nó sẽ đóng qua đây để mà nó đưa ra lo. Đây nè. Đây nó đưa qua đây qua cái cọc tắt nó đưa ra lo. Mở nguồn lên đó, xong mình đo đây coi coi rờ le nó đóng chưa nè, chưa đóng nè, các bạn thấy là chưa đóng nè. Đó, tiếp theo mình sẽ đo cái nguồn B cộng B trừ. Đây là mát chung nè, B cộng nè, đó, B trừ nè. Ok ha. Rồi, B cộng B trừ có rồi, le nó không đóng nè. Tiếp theo mình sẽ dò tiếp nè, cái phần này. Phần này là cái nguồn nó đưa lên để nó nuôi cho cái công tắc. Đó. Công tắc power. Đây nè. Công tắc power nó nằm đây nữa các bạn, tu power nè, là nó đó. Rồi bây giờ mình sẽ tắt nguồn đi rồi mình câu những cái mạch đó lại ha. Đây này các bạn, sau khi mình đã đo đạc, mình kiểm tra mấy con công suất nó không chết, mấy con thúc nó không chết, thì mình sẽ lắp lại bằng cách này đó. Mình sẽ câu dây các bạn, đây mình câu dây qua đây đó. Câu dây như vậy để mình kiểm tra, mình đo cho nó dễ đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở lên để mình kiểm tra đó. Bật cái thang 250 mát thì mình đặt một que vô mát nè. Đầu tiên thì mình sẽ đo B cộng đó các bạn. Đó, bật nguồn lên. Đây, các bạn thấy là B cộng nó gần 100V, nó khoảng 95V nè. Đó, tiếp theo là B trừ. B trừ nó cũng khoảng 95V. Đó, ok ha. B cộng B trừ có nguồn cấp cho rờ le. Nguồn cấp cho rờ le có nè, tại vì cái thằng này là nó thằng AC nó đưa qua các bạn, thì cái đó nó đưa qua xong rồi nó được cầu diode tụ lọc rồi nó đưa ra cái mạch rờ le của mình là từ khu này đó. Khu này là khu rờ le, còn cái khu này là cái khu quạt đó các bạn, quạt cảm biến quạt á đó. Cảm biến quạt gió này kia, ví dụ như nó nóng quá nó được mấy cái con cảm biến bên đây nè, nó nhận lệnh nó đưa về nó báo cho cái con này nè là nóng quá, cho nên là cái con này nó phải chạy lên cho cái quạt nó mát ha. Nó là một phần. Còn cái phần bên đây nè, nó chia ra cái khu. Bạn kiểm tra ha, bên đây là hai con trăng to thúc rồi. Ở giữa nè,
Đó, còn ở đây là cái con tiền phích đại nữa các bạn, 5532. Tiếp theo là những cái con transitor nè. Đó, những cặp transitor nó có nhiệm vụ là tiền phích đại cho cái mạch này luôn đó các bạn. Thì toàn bộ cái khu này là cái khu tiền phích đại thôi. Đúng bên ngoài mình. Đó, các bạn phân ra được như vậy rồi thì mình sẽ bắt đầu mình dò mình tìm ban. Trước hết ấy, thì mình sẽ đo cái cổng ra lo nè, thì nó ra lo thường là nó ra từ cái chân này nè các bạn, nó qua cái cuộn dây nè. Nó cuộn dây nó mới đóng cái relay qua đây để nó đưa ra cái dây màu xám hồi nãy đó. Đó, thì giờ mình sẽ đo trước cái relay nè, xem coi nó có DC ra lo không. Đây nó có DC ra lo nữa các bạn. Đó, dặn xuống nó khoảng 4V 4.3. Cho nên là khi mình có DC ra lo rồi á, thì nó sẽ báo về cái mạch relay của mình nè. Có điện áp DC rò ra ngoài, nó không có đóng relay đâu. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra. Thì những cái con công suất như ban đầu mình đã đo, mình kiểm tra thì nó không có chết, không có chạm, không rỉ luôn. Đó, tiếp theo mình chỉ còn có mạch tiền phích đại nè. Nó cái phần này mà nó chạy không đúng, nó cũng có cái hiện tượng ra DC để nó ngắt cái mạch relay của mình đó bạn. Thì đây cái phần này nè, cái phần mà ra lo là nó bắt đầu từ đây nè. Bạn dò ngược lại nè. Ở đây có một con kịch trang siêu to nữa các bạn. À, còn bên đây. Dò ngược lại nè. Đây bên đây nè, dòng ra đây nè, có một con trang to nữa nè. Đó. Các bạn bắt đầu từ hai cái con này. Đó, bạn đo con này mà không sao thì mình kiểm tra mình đo con này. Đó, đơn giản là vậy thôi. Mình kiểm tra bắt đầu từ tiền phích đại ha. Đầu tiên thì mình sẽ hút con transistor này ra để mình đo các bạn. Đây. Nó là cái con 2N5551. Dặn về thang 10 kg ha. Mình đo kiểm nó. Nó chân B nó nằm giữa các bạn. Đó, kích lên bình thường. Có nghĩa là cái con này nó không hư ha. Mình sẽ trả lại. Tiếp theo là cái con bên đây các bạn. Con này là từ cái đường out ra lo nè. Nó dòng ra đây. Là một con ha. Mình sẽ đo cái con trên này. Nó cũng dòng ra đây. Cũng là con transistor, nó gần giống vậy luôn. Mình gỡ lấy ra. Đó. Đây. Đây là con transistor của nó nè, con 5401 các bạn. 2N5401. Nó đo là nó lên bình thường nè. Chuyển qua mình kích nè. Đó. Con này nè nó bị rỉ nữa mà. Hồi nãy là mình kích một chiều nó lên thôi à. Đây nè. Mình kích là chiều bên đây nè. Nó lên vậy nghĩa là con này nó bị rỉ rồi nè. Đó. Mình sẽ thay cái con khác vô. Đây. HN5401. Đó, xong mình kích thử nè. Lên nè, lên cao hơn cái con mình à, nó bị rỉ nè. Nó đảo lại là kích không lên nữa các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vô. Cái này thì các bạn phải gắn cho đúng chiều ha. Nếu như các bạn mà mới đi, tập sửa âm ly thì mình sẽ xác định cái chiều của nó trước khi là mình tháo cái con đó ra các bạn. Đó, nhớ như vậy mới được chứ nếu mà nó lộn chiều một cái là nó ra thêm bệnh thêm ban nữa. Thì cái loại mạch này á, nó dễ bị tróc mạch lắm. Khi mà mình tháo lên rồi á, mà mấy cái chỗ mà cái chân của nó đó nó rất là ít mạch các bạn. Cho nên nó dễ bị tróc lên lắm. Mình hàn lại mình cũng kỹ ha. Những cái phần này thì hàn cho kỹ xong rồi kiểm tra lại, nếu không á thì mình sẽ cạo cái chân cho nó sâu vô. Đó, cạo cho nó sâu vô để mình hàn cho nó chắc ăn. Rồi sau khi mình hàn xong rồi mình nghi ngờ cái chân này nó dính với cái mạch in hay không á thì các bạn dặn về thang đo ôm nè, mình đo. Đó, thông rồi nè. Ở đây. Rồi thông rồi nè. Đó. Vậy là được đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ mở lên đó các bạn. Mở lên mình kiểm tra. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở lên để mình kiểm tra nó ha.
dẫn về cái thang DC để mình kiểm tra cái thằng ra lo của nó mát nè, mở lên xong rồi mình sẽ đo đường ra lo nó nè. Các bạn thấy là không còn DC nữa nè, có nghĩa là cái con transistor này nó chạm nó rỉ sau đó cho nên cái DC nó ra rất là ít rồi, nó đưa ra khoảng 3 phần mấy 4 V, nó khoảng 4 phần 3. Còn bây giờ thì giờ nó hết rồi nè, mình sẽ chuyển qua cái thang AC rồi điểm vô trong cái đường tín hiệu xem coi nó có ra tín hiệu không. Đó có nè, đó ok ha, dẫn qua cái thang DC lại điểm vô đó, không có DC nè. Rồi có thể là mình cấp loa vô để mình mở lên mình kiểm tra được rồi đó các bạn. Đây bây giờ mình sẽ cấp cái loa vô cho nó các bạn, loa này ha. Đó các bạn hàn vô cái đường tín hiệu của nó nè. Ở đây là cái đường này, đường này là cái đường ra lo nè, 1 giây ha, 1 giây mình hàn xuống cái dây mát nè. Mình thử ở đây cho các bạn dễ xem thôi, chứ ở ngoài này thì mình sẽ cắm thẳng vô cái trạm lo của âm ly mình luôn. Sau khi đường dậy rồi thì mình sẽ cấp tín hiệu vô. Đây mở tín hiệu lên nè, đó rồi dặn nhỏ xuống xong mình sẽ mở âm ly lên ha. Đo đường ra lo nè, không có DC ha. Đó. Tiếp theo mình sẽ dặn cái tín hiệu mình lớn lên, đó hát nè. Đó sức dây lo rồi, đó vịn cái này sợ nó rớt các bạn. Đó ok ha, tín hiệu đó nè. Rồi cuối cùng thì các bạn chỉ việc là mình sẽ gắn rin của nó lại rồi mình test lại một lần nữa, nếu như ok rồi mình sẽ ráp lại các bạn, rất là đơn giản thôi. Thì cái phần sau này là cái phần mình tự mình ráp lại ha, gỡ mấy dây này ra gắn y như cũ lại. Rồi vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách để mình sửa lại một cái amply karaoke gia đình, hiện tượng của nó là nó không có hát một bên ha. Nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.